Hello anh em, chào mừng đã quay trở lại với kênh Minh Phụng Music. Kể từ khi Minh Phụng lên sóng những video đầu tiên, chúng mình đã nhận được vô vàn câu hỏi tư vấn về các mẫu đàn trong tầm giá khác nhau của thương hiệu piano nổi tiếng nước Anh Cutman, từ KS1, KS3 đến KS7 và vân vân. Ngày hôm nay chúng mình mang đến cho các bạn một sự lựa chọn hoàn hảo trong tầm giá 15 triệu với đại diện là KS3. Tại sao lại không phải những mẫu đàn cao cấp cùng phân khúc như là RB30 và IDB161? Vì các câu hỏi như thế nên video lần này mình sẽ giải đáp cho các bạn qua buổi giao KS3 đến cho cô giáo tại quận Thủ Đức. Nào, bắt đầu thôi. Người ta vẫn nói sau cơn mưa trời lại sáng. Câu nói đó hẳn là đúc kết từ bao đời, bởi nó quá đúng với khung cảnh Sài Gòn lúc này. Và dù có bão bùng, những con phố dài, những con ngõ sâu vẫn nghiêng mình đón gió, đón mưa. Sau cơn mưa thu, Sài Gòn trở lại với vẻ dịu dàng, thiết tha vốn có. Cuối cùng, Tim đã đến được nhà của cô và xe chở đàn đã tới. Đến lúc lấy đàn xuống xe thôi các bạn, với trọng lượng 37 kg nên cần phải hai người để khiêng đàn xuống một cách cẩn thận. Mời các bạn xem chúng mình khui thùng nhé. Trong thùng gồm có thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, bộ ốp lắp đàn và nguồn. Khi mua đàn, bên mình sẽ tặng kèm một ghế piano với thiết kế bền đẹp chắc chắn, với lớp đệm dày giúp bạn thoải mái khi ngồi học chơi đàn lâu. KS3 thích hợp với người mong muốn sử dụng đàn lâu dài để rèn luyện nâng cao kỹ năng đến trình độ cao hơn. Đàn có 88 phím cảm ứng lực nhấn cùng 128 âm polyphony, mang đến chất lượng âm thanh tốt và cải thiện khả năng cảm âm của người chơi. Chất lượng âm thanh khi học đàn KS3 sẽ như thế nào? Với 210 điệu nhạc và 500 tiếng được cài sẵn, sẽ giúp bạn cải thiện được nhiều phong cách chơi nhạc với nhiều màu sắc đa dạng. Đặc biệt khi mua KS3, khách hàng sẽ được tặng kèm 10 bản nhạc Việt theo sở thích do team Minh Phụng cài đặt. Chức năng record giúp người chơi nghe lại những bản nhạc để xem hiệu quả cũng như nâng cao kỹ năng cá nhân. KS3 với màn hình LCD 4 inch hiển thị đầy đủ chức năng của đàn. Đàn có 8 băng tiếng, mỗi băng chứa được 4 tiếng. Chức năng phi đổi băng tiếng tự do, không bị chuyển đổi nhạc đệm. Chức năng double void trộn hai tiếng lại với nhau. Chức năng key please chia bàn phím thành hai phần. Đàn còn trang bị khả năng auto off khi không dùng 30 phút, là một chức năng tiện ích vô cùng nổi bật trên KS3. Khi người chơi chọn nhạc đệm bất kỳ với chức năng one touch setting, đàn sẽ tự đưa đến bạn 4 âm sắc phù hợp với nhạc đệm. KS3 có những chức năng phổ biến như transpose tăng giảm tông, metronome đếm nhịp và đa dạng cổng kết nối như headphone, cổng MIDI giúp người chơi truyền tín hiệu vào laptop để soạn nhạc, cổng USB kết nối như thiết bị phát nhạc và cổng pedal. Đàn phong phú về màu sắc với 3 lựa chọn trắng, đen, nâu gỗ. Chỉ với 15 triệu thì chiếc đàn piano điện KS3 nhà Cutman là một lựa chọn đáng để các bạn trải nghiệm. Không phải vì giá thành vừa phải dễ tiếp cận mà mình lựa chọn mẫu đàn này đâu, mà với những tính năng quá hoàn hảo trong phân khúc tầm trung thì KS3 khiến mình phải sở hữu ngay em nó. Bên cạnh đó, chế độ bảo hành vô cùng hấp dẫn, bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, trả góp với lãi suất 0%, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Hãy cùng cô bóc siêu đàn nhé các bạn. Vậy là hành trình giao đàn đến lớp dạy piano tại Thủ Đức đã thành công tốt đẹp. Cảm ơn anh em đã xem clip và hãy like, share, subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip hay hơn.